Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thể thao 24/7. Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu gặp đối thủ mạnh đầu tiên tại SEA Games, thì tuyển U23 Việt Nam đã thua toàn diện với tỷ số 2-0. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại thua Indonesia? Huấn luyện viên Phan Cô Quyết cho rằng các cầu thủ bị tâm lý và không thể hiện được mình, nhiều cá nhân mắc sai lầm. Ông Quyết không muốn chỉ đích danh ai, thế nhưng chúng tôi đã xem xét kỹ lại toàn bộ trận đấu để tìm hiểu từng tuyến của đội bóng đã hoạt động như thế nào, mà để cả trận đấu không có lấy một cơ hội, không có một tình huống tấn công sắc nét. Không phải một chuyên gia bóng đá cũng thấy được rằng Indonesia đã tận dụng thể lực để chơi pressing, không cho cầu thủ Việt Nam thời gian cầm bóng. Vừa bị tâm lý lại vừa yếu hơn nên hàng thủ Việt Nam đã phạm hàng loạt những sai lầm nghiệp dư. Kỹ năng xử lý bóng kém khi bị đè áp sát dẫn đến nhiều pha mất bóng nguy hiểm, điển hình là trong bàn thua 1-0. Trong suốt khoảng 70 phút đầu tiên trước khi Indonesia ghi bàn thắng và chủ động giảm nhịp độ, việc triển khai tấn công của U23 Việt Nam dồn tất cả vào những đường truyền dài vu vơ. Tiền đạo có đỡ được thì cũng quá đơn độc hoặc đang bị áp sát và nhanh chóng bị mất bóng. Vậy thì các tiền vệ trung tâm họ đã ở đâu? Các tiền vệ đã không làm được bóng và dấu ấn họ để lại là một trận đấu quá bạo lực với những kỹ năng vào bóng bằng hai chân và gầm giày. Với kỹ năng này thì không ai hơn được Trọng Hoàng. Các tiền đạo Việt Nam không biết sút bóng. Bạn có thể không tin điều đó, nhưng sau đây là tất cả những cú sút mà họ đã thực hiện trong trận đấu này. Đôi khi thật khó có thể gọi đó là một cú sút. Một trận đấu với chỉ một cú sút thì đây sẽ là kết quả công bằng. Thế là trong trận đấu tối qua thì hai gương mặt để lại ấn tượng tốt là Bửu Ngọc và đội trưởng Thành Lương. Rất tiếc là cả hai đều bị chấn thương sau trận đấu. Bửu Ngọc đã bị tổn thương đốt sống cổ khá nguy hiểm, trong khi Thành Lương bị khâu chín mũi. Cả hai sẽ vắng mặt trong trận tranh huy chương đồng diễn ra vào ngày mai. Còn đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm nay tiếp tục cải thiện con số huy chương vàng của mình, cờ vua với những tính toán hợp lý về lực lượng đã đạt kết quả cao nhất có thể, trong khi đội Kempo của chúng ta cũng đã chia sẻ được 3 chiếc huy chương vàng với đội chủ nhà trong lần đầu tham dự. Hôm nay môn võ Sorizin Kempo là môn thể thao đầu tiên đem về huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Mặc dù mới tập luyện môn võ này được một thời gian ngắn, nhưng ba võ sĩ là Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Thủy Dương và Phạm Bá Tân đã giành 3 huy chương vàng ở môn thể thao này. Sau đó đến lượt môn cờ vua phát huy sức mạnh. Hai kỳ thủ là Phạm Lê Thảo Nguyên và Lê Quang Liêm đã giành 2 huy chương vàng ở các nội dung cờ nhanh nam và nữ. Đến cuối buổi chiều, môn judo đem lại tin vui. Lực sĩ Đặng Hào đã giành chiến thắng trước đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết hạng dưới 100 kg, giành huy chương vàng thứ 6 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua những thành tích thi đấu đáng chú ý khác của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay. Bóng chuyền nữ có lẽ là môn thể thao đã được xác định cho mình tấm huy chương bạc từ trước ngày lên đường. Hôm nay, đội nữ một lần nữa thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết. Ngoài tấm huy chương bạc của bóng chuyền nữ, ba vận động viên Thùy Dung của cử tạ, Thúy Duy của judo và Mạnh Quyền của môn ủ xu cũng giành thêm 3 tấm huy chương bạc nữa cho đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy là sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thì đôi nam quần vợt Minh Quân và Quang Huy cũng không thể đi xa hơn được bán kết và chấp nhận giành tấm huy chương đồng. Cũng chỉ giành được tấm huy chương đồng còn có Nguyễn Thị Thúy của môn cử tạ và Dương Thùy Vi của môn ủ xu. Như vậy là cùng với tấm huy chương vàng của Phạm Bá Tân môn Kempo vừa giành được cách đây ít phút đồng hồ, thì số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam đã là 86, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Trong khi đó thì đoàn chủ nhà Indonesia vẫn dẫn đầu với 144 tấm huy chương vàng,
120 tấm huy chương bạc và 111 tấm huy chương đồng. Đêm qua, một niềm an ủi khác cho các fan hâm mộ bóng đá sau trận thua của U23 Việt Nam là được thưởng thức một loạt những trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Và sau đây sẽ là những tổng hợp của chúng tôi từ những cặp đấu đáng chú ý nhất. Với chuỗi trận ấn tượng vừa qua, Man City tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón hiện tượng Newcastle United. Lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội đã giúp các học trò Mancini không khó khăn để thực hiện mục tiêu đó. Liên tiếp từ phút 41 đến 72, lần lượt Balotelli, Richard rồi đến Sergio Aguero thay nhau lập công mang về 3 bàn thắng cho đội nhà. Những nỗ lực ngăn cản thất bại đầu tiên kể từ đầu giải của Newcastle United chỉ được an ủi bằng bàn rút ngắn tỷ số của Gosling ở phút 89. Vượt qua Newcastle United với tỷ số 3-1, Man City tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng. Trên sân Liberty của Swansea City, dù không có được một thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà, nhưng chỉ cần bàn thắng duy nhất ngay phút 11 của Chicharito cũng giúp Manchester United giành trọn 3 điểm, có đó tái lập khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng Manchester City. Trước đó trên sân Norwich, ngay phút 16 Arsenal đã bị thủng lưới sau khi Morrison tận dụng sai lầm của hậu vệ Matesecker. Nhưng cũng kể từ đây, Arsenal bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Vô số các cơ hội được đội khách tạo ra và thành quả của những cơ hội đó là một cú đúp của Van Persie. Thắng nhẹ nhàng 2-1, Arsenal đang gây áp lực lớn lên Liverpool nếu đội bóng thành phố cảng để mất điểm trước Chelsea vào đêm nay. Vị trí thứ 6 sẽ hoàn toàn thuộc về các pháo thủ sau vòng đấu thứ 12. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin thể thao 24/7 tối ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và các bạn.